Alo, xin chào các bạn. Sau đây là phần 3 giới thiệu về các chức năng của Poloniex để giúp các bạn có kiến thức cơ bản để trade được coin. Phần trước mình đã nói về cái MACD với cả đường giải Bollinger Band đúng không ạ? Để các bạn nhìn những cái gì mà nến mà đi ra khỏi đường giải Bollinger Band này, trên hay dưới thì nó đều có xu hướng quay ngược trở lại đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mình phải kết hợp với cả đường MACD ở bên dưới. Đấy, khi mà nến đỏ chuyển sang nến xanh thì là chu kỳ đi lên, còn và cùng với kết hợp với cả hai đường này cắt nhau, giải tín hiệu và giải MACD cắt nhau đi lên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tập trung tiếp vào cái đường trung bình động, nó sẽ cho biết các bạn là cho các bạn biết là cái đường này nó sẽ đi xu hướng xuống, này chu kỳ cái xu hướng của một cái giải này đi xuống hay đi lên. Đấy, các bạn có thể kích hoạt ở đây chính là cái đường SMA. Đấy, cộng với cả bản tích vào cái đường EMA nữa. Và còn một cái dấu hiệu đây nữa là các bạn có thể nhìn thấy nhé, khi mà cái đường đường trung bình động này nó cắt với cả cái đường EMA ấy, đi lên thì là có dấu hiệu thị trường sẽ đi lên, các bạn thấy không ạ? Đấy, đi lên này, và khi nó sẽ cắt nhau và đi xuống thì sẽ là đi xuống, thị trường sẽ đi xuống. Đấy, nó sẽ cho biết chúng ta là cái xu hướng của đường trend bây giờ hiện tại nó như thế nào. Đấy, chính là mục đích của hai cái đường này, nó là như vậy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Đây, những điểm này cắt nhau đi lên này, cắt nhau đi xuống là xu hướng xuống này. Đấy, hiện tại thì thị trường đi ngang rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái Fibonacci, chính là cái Fib level này này. Những con số này nó rất là đặc biệt, nó sẽ nối đỉnh của và đáy của cái thị trường của ngày hôm đấy. Thí dụ mình đang chọn, các bạn là lưu ý cho mình là cài đặt thông số như sau nhé. Candlestick là ở chế độ 5 phút vì chúng mình là lướt mà, hoặc là muốn thời điểm giá tốt nhất thì phải theo dõi nắm bắt thị trường theo nến cây nến 5 phút. Các bạn có thể chọn được cây nến, một cây nến này là 5 phút này. Đấy, hoặc là có thể chọn dài hơn để có cái nhìn tổng quát. Zoom thì các bạn có thể chọn 6 giờ này để có thể chi tiết hơn. Mình thì thường chọn là cả một ngày, 24 giờ. Đấy. Thì khi kích hoạt cái Fib level này lên ấy, thì nó sẽ tự động nối đỉnh và đáy, và nó sẽ có các mức 0% đến 100%. Đấy. Thì tất cả những cái đường hiện ra như thế này, nó sẽ là một cái đường hỗ trợ cho các bạn, đường hỗ trợ cho đường tín hiệu ở đây này. Đấy, các bạn sẽ có thể nhìn thấy nhé, khi mà một cái đường di chuyển và nó di chuyển xuống và nó gặp đường hỗ trợ, hiệu đường hỗ trợ 50% ở đây, thì nó sẽ có xu hướng đi lên. Cái này nó gọi là xác suất. Đấy, các bạn có thể tìm hiểu sách về cái đường Fibonacci này. Đấy, những con số này nó rất là đặc biệt, nó vừa có thể là đường hỗ trợ và nó cũng có thể biến thành đường kháng cự. Đường hỗ trợ là gì? Khi mà đường tín hiệu này đi xuống gặp cái đường ở đây và nó có thể sẽ bật lại đi lên đó. Nếu như nó đi kháng, nó đi qua cái mức đường 38,2 này này, thì nó sẽ lại gặp cái đường kháng cự ở 23,6 ở đây. Đấy, và nếu nó vượt qua nữa thì nó sẽ gặp đường 0% và sẽ lại đi lên. Đấy, các bạn thấy không ạ? 0% và đi lên. Đấy. Đấy, thì với bốn công cụ mình đã hướng dẫn này, là đường giải Bollinger Band, MACD với cả đường trung bình động cắt nhau và cái Fibonacci, thì các bạn có thể kết hợp và nhìn nhận thị trường một cách tốt hơn để chọn được thời điểm mua vào hay bán ra. Đấy. Ok chưa ạ? Mình sẽ hướng dẫn tạm thời sơ qua những cái gì mình biết như vậy, và mình sẽ làm video ở sau.